3 năm tới. Về mặt mục tiêu ấy thì tôi nghĩ là năm nay 2022 thì thôi đến cái năm ở giữa 2025 là một cái giai đoạn chúng ta mỗi một đơn vị, đặc biệt là các khoa chuyên môn, sẽ phải có những cái sản phẩm khoa học công nghệ nào để có thể giới thiệu một cách thực chất hay là bằng hiện vật cái sản phẩm của khoa mình. Con nuôi, thú y, cây trồng, tài nguyên, công nghệ thực phẩm, vân vân. Những sản phẩm này là những cái sản phẩm của những cái đề tài, những cái dự án đã thực hiện của nhà trường, đang thực hiện của nhà trường, và thậm chí nó không phải từ một đề tài, một cái dự án cụ thể nào, nhưng mà là sản phẩm được hàng ngày và hàng ngày. Nhiệm vụ khoa công nghệ cơ sở tỉnh thì được duy trì thường xuyên và tập trung vào các lĩnh vực như trồng trọt, như là phát triển loài trùng ngây, còn nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất quả thể đông trùng hạ thảo, công nghệ sản xuất khoai tây, xây dựng mô hình trồng lan dược liệu thành phía, ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất kết quả của chi phô ba khu. Ngoài ra thì còn một số các cái đề tài trong lĩnh vực về công nghệ thực phẩm và kinh tế. Mình thì cũng có một vài điều gọi là tâm tư thế này. Hôm nay cách suy nghĩ của tôi và anh Hà cách đây cũng trao đổi mấy hôm rồi. Thì hôm nay là nội bộ là chính, thế còn mời chỗ Sở Khoa học Công nghệ, chỗ anh Vinh với Liên Hiệp Hội, chỗ anh Sơn, thì chúng ta coi như là người nhà. Do đó quan điểm của anh Hà với tôi giống như nhau. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam số 1188 quyết định Liên hiệp hội Việt Nam Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2021 quyết định về việc tặng bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam căn cứ quyết định số 121 ngày 29 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, cho phép Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chính thức thành lập và hoạt động. Căn cứ quyết định số 1795, quyết định TTG ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật.